Cái một luôn vậy hả? Đó, tháo ra được rồi đó. Một việc quan trọng rồi, mỏ rồi. Trời ơi đại ca, bữa nay đại ca định xử thằng em tội gì nữa vậy đại ca? Giống như tử tù dùng bữa cơm cuối vậy đại ca. Uống cà phê không? Dạ uống đi. Anh để chúng mày một việc. Nói liền đây ca, đừng làm em mòn hợp đây ca. Giết gì mày? Giết gì đây ca? Giết gì chứ em như phu bò. Anh có nhớ em đúng không? Em biết tiếng Anh mà. Anh đặt việc gì không bao giờ.